Cảm ơn chú, hôm nay có dịp đi thăm Tampa, đang đi chơi cùng với Tony, em của Hào. Chúng tôi đang trên đường đi đi bắt ốc, bắt clam, bắt những con ngao đấy hả? Thì cái clam là tiếng Việt là con ngao đấy, con ngao. Nghêu là ngoài trong Nam kêu ngao, ngao bự. Cảm ơn Chúa cho cơ hội hầu việc Chúa tại Florida trong thời gian qua, và hôm nay đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa và thiên nhiên, vui hưởng những gì Chúa tạo nên. Đấy, trên đường chúng tôi đang đi, còn bao xa nữa em? Sắp tới rồi, vài phút nữa tới. À, vài phút nữa. Tức là nó ngay trên cái đường này luôn đấy hả? Trên đường này luôn, cứ thấy ra biển là tới á. Đã vậy. Hôm nay cho thiên hạ xem cái đoạn này là tha hồ một thèm. Không biết bắt được không? À, không không phải có đức tin nữa, xin Chúa chơi, Chúa cho cỡ trăm trăm con kêu Chúa cho 200 là còn ngày mai sách về Jacksonville một mớ này sao? Đúng rồi. Đó, tại vì hồi nào anh đi câu cá trước khi đi anh xin Chúa ban cho, và Chúa ban cho thật nhỉ? Tại Chúa cho nhiều thứ lắm, và vài con ngao nhảm nho rồi em. Chúa đang cười ở trên cao, Chúa bảo sao xin ít thì xin gì nhiều chứ. Để ta quá giàu có mà. Cảm ơn Chúa. Cái vùng này vùng Manatee, địa dư này có tên là Manatee. Không, mình chỉ cần lấy tên thôi, Manatee. Manatee không biết tiếng thổ ngữ đây nó có nghĩa là gì nhỉ? Da đỏ. Cái tên này không phải tên tiếng Anh rồi. Cái tên này tên da đỏ. Come on, đèn đỏ hơi lâu đấy nha. Hôm nay thời tiết ở ngoài rất là mát. Cùng thời gian này thì tại Minnesota là trời đã lạnh rồi. Vâng. Hôm qua gọi điện cho bà xã bảo hai đứa con đều bị ho vì lạnh quá. Ở Minnesota bình thường nó không đến nỗi nào, nhưng cứ mỗi một khi mà tuyết nó rơi nhiều quá mà mình bị quay xe là mình chỉ muốn đi ngay khỏi nó. Minnesota nó ngoài quá. Yeah, Minnesota mà. Tiểu bang của tuyết trên đây này. Có một đèn đỏ lâu thiệt ta. Từ nãy giờ quay cảnh đi đi lại lại cả tìa cả một phút rồi đấy. Chỗ này thì chúng để bắt ốc thôi, chứ còn cái bãi biển kia mới đẹp. Bãi biển ở Seattle. Đây là người anh em Tony, chủ nhà. Chủ nhà mến khách và đưa tôi đi chơi. Và hôm nay là tôi có điều kiện rời Jacksonville đi đến Tampa, là một thành phố phía nam của tiểu bang Florida. Và tiểu bang này cũng là một trong tiểu bang cực nam, phía tây nam của nước Mỹ. À, đông nam, bờ đông, đông nam của nước Mỹ. Và hy vọng hôm nay đến là tôi tiếp quản cái miếng đất mà Chúa ban cho tôi làm cơ nghiệp. Và sự kêu gọi của Chúa trên phục vụ của tôi sẽ về hầu việc Chúa ở vùng đất này. Chúng tôi đang trên đường đi bắt con ngao. Wow. Thành phố biển thật đẹp và rất là sạch sẽ. Ở đây cũng có những cây cọ giống như là ở xứ Á Châu. Nhà đây nó cấu trúc giống bên Mỹ nhỉ, Mexico nhỉ, giống Mỹ đúng không? Ở đây nhà xây không á? Nhà gạch. Gạch hết. Nó khác với tiểu bang Minnesota là nhà gỗ. Kiến trúc ngày xưa đẹp quá ha. Cái này là kiến trúc Tây Ban Nha không ta? Ở cái tiểu bang này thì rất là nhiều người Cuba. Tại vì nó có cái Key West, là nó cách bờ Cuba chỉ có vài mile. Mọi người bảo Key West cũng đẹp lắm. Có cái cầu chạy dài 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 hàng bao nhiêu luôn. Từ xa xa chúng ta thấy có những cây cỏ. À đây có bãi đây này, biển đây này. Vịnh đây hả? Vịnh đó. Biển chạy sâu nữa nữa. Đi chỗ này bắt ốc. Wow. Cảm ơn Chúa. Vậy thì sau chuyến truyền giáo
Đông Nam Á, 7 nước Đông Nam Á của năm nay thì tôi sẽ đến tiếp quản cái vùng đất mà Chúa ban cho để mở mục vụ chữa lành và giải cứu cho cộng đồng người Việt Nam sống tại đây. Nói vậy chứ mình cũng phục vụ cả người Mỹ luôn, không phân biệt mọi sắc dân, nhưng mà ở đây thì cộng đồng Việt Nam họ rất cần được cái sự giúp đỡ, và cái quan trọng nhất là mình đem ơn cứu rỗi, cứu độ của Chúa Giêsu cho thế gian. Khoảng bao lâu nữa tới em? Em nghĩ sắp tới rồi đó. Nên đỏ nó lâu quá. Tại vì em cái này em đi mới đi lần đầu tiên rồi. Thật không đấy? Thì đó, thì bảo là mới hôm kia đi bắt đó. Cái này mình mới biết rồi. Chưa có biết cái đường nào gần hơn đây hả? Thôi chỉ có đường này đi thôi. Nhưng mà... Thế ngoài cái chỗ này ra còn cái chỗ nào có cái gì hay ho nữa không? Thì đi câu cá. Không câu cá thì ngay gần nhà. Skyway á, phải đi lấy cái cầu á. Vậy đi lấy cái cầu ra biển luôn đó. Cái chỗ đó thì đẹp rồi quá rồi. Ở San Francisco anh đã từng đi đến đấy với mọi người ấy, là người ta có cái lưới giỏ lớn ấy, xong mình buộc những cái miếng xương gà, nhưng mà mình để xương gà nó hơi bị thối thối một chút ấy, nó bắt mùi ấy, xong người ta cột vào trong cái đó, thả xuống cái là một lúc xong kéo lên là mấy con cua nó nhảy vào đấy rồi. Wow, mà cái cua nó thật sự chứ. Cái cua mình đi bắt nó ngon hơn cua mình đi mua đấy. Đúng rồi, ngon hơn nhiều. Bởi nó vui mà nó ngọt, nó chắc thịt, nó ghé. Thì có lần được, bắt được con đó, ghé đó, trời ơi, ghé, ngon. Không, ghé thì anh đã từng đi bắt hồi xưa sống ở New York. Anh chị em trong hội thánh là hay rủ nhau là tối đến là xách thùng này, đi đến có cái đèn đeo ở trước chán này này, chán soi. Thế sau đầu mình cầm bên tay thì cầm cái vật, tay cầm cái thùng. Thế mà cái đi chỗ nào mà nước nó sấp sấp ngang thắt lưng thôi. Mà những là những chỗ mà có dòng biển ấy, thế là phải ở dưới ghẹ đây. Những ngày nào mà không có trăng ấy, ghẹ thì rất là chắc mà trứng nó nhiều, ngon lắm. Hôm nay bắt được ba chục con là happy lắm rồi. Vậy hả? Không, phải lấy đức tin mà xin Chúa. Thì Chúa cho ăn để chăm con ăn cho thoải mái. Đợt trước đi... Đợt trước không có phương tiện, chắc là em không có phương tiện. Lần này đã có đầy đủ đồ nghề. Lần này có cái này rồi, hy vọng là phải có này. Không, thế là một hai nữa mình xin Chúa rồi mà. Vâng. Ơn cứu rỗi quý vậy, ngài còn ban được mấy cái con ốc, con ngao này, nhằm nho gì đâu. Chúa còn cho mình nhà, cửa, xe, hơi, tiền, tài, bao nhiêu thứ quý giá. Vài con nghêu này ra chợ mua cũng được, nhưng mà đi bắt nó ngon hơn. Ra chợ mua quá chuyện nhỏ rồi, nhưng mà bắt hẳn cái con đi. Đúng rồi, nó vui. Ra chợ mua gì 22 đồng một bao. Hai đồng một bao. Bao nào mấy ký? Bao nhiêu bao? Nhiều quá à. Bao đó 100 con à? Đâu, không có nhiều rồi, tại vì nó bự mà. Một bao đã ăn mệt nghỉ rồi đấy hả? Thì quả nó này không có được tươi như mà. Đúng rồi. Để vừa moi lên là thôi. Quá. Còn kia nó phải để trong tủ lạnh đá, để cho khỏi chết, để cho lạnh đó. Trước mặt chúng tôi là cái xe Chevrolet. Đây là cái xe của Mỹ, niềm tự hào của nước Mỹ đấy. Không, mà Chevrolet nó tốt hơn xe Ford anh ạ. Vâng, như vậy. Xe Ford thì cái hãng Ford nó chỉ có mấy sản phẩm, ví dụ như là Lincoln này, nó tốt, Limo đấy, nó làm hàng luxury, hoặc là Mercury thì cũng tốt. Chứ còn nếu mà cái xe Ford bình thường là gọi là xe bình dân cơm phở. Toyota. Ồ, thế mà hồi trước mình ở Liên Xô ấy, xe Đức, xe Nhật bình thường thôi mà cái xe Ford quý lắm. Ở bên Mỹ thì bình thường. Bên Mỹ là xe hạng bét, nhưng bên đấy thì họ là rất là quý. Chắc là vì ở đây nhiều quá nên mà không ai quý.
chợ hoài không tới thôi, nhưng mà không có xa đường đâu. Bảo à, là đúng là không. Bảo là đi sang Lào là phiền lắm. Cái đèn xanh đèn đỏ nhiều quá, kẹt xe. Đây là Village Green Parkway. Sắp tới rồi. Chạy bây giờ thấy hai bên nước không hay là nó ok là nó đấy là coi ra là cầu đấy hả? Đi lên đèn xanh này đâu đâu cần nhớ được đâu, cứ chạy bây giờ thấy nước là đúng chỗ luôn rồi. À ok. Ở trong cái chỗ này đi bắt ốc thì nó không có được nước thì tại kia nó không được sạch những cái chỗ bãi mình đi tắm. Ở đây gọi là bãi là đi chơi chứ không phải là đi tắm. Tắm thì nó phải có chỗ khác. Vâng. À cầu bây giờ trước mặt rồi, ok. Ông cảm chung này có ít mây che này mình đỡ nắng vâng. À tốt quá. Quá tốt luôn. Chứ bình thường em Florida là nóng lắm. À tới rồi. Cảm ơn Chúa. Chắc có lẽ Chúa biết mình đến Chúa đãi. Amen, amen, cảm ơn Chúa. Đó hai bên. À đẹp quá. Rồi, chúng ta bắt đầu lên cầu. Ngồi hai bên là nước đây. Cầu một đầu xe lề đường này bắt luôn này. Ồ, đá vậy à? Ồ, ok. Hai bên muốn bắt bên nào bắt? Đó thì em đại bên này đi. Vâng. Cầm lại đây đi. À, hôm nay cho thiên hạ chết thèm nhá. Ok, đậu đại đây. Chắc là đây có nhiều người đi bắt như mình đó, người ta... Đậu xe là chắc là bắt chứ, chứ đậu làm gì? Biển, ra dành nhau với mấy con xin xít hả? Rồi, tới.